nhiên Ninh Thuận là một bức tranh hài hòa giữa đồng bằng, đồi núi và biển cả. Bờ biển dài và đẹp, khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với nhiều hệ động thực vật quý hiếm. Nghệ thuật văn hóa Chăm với những làn điệu dân ca Chăm cùng với các nghề truyền thống, những phong tục tập quán và các nghi lễ tín ngưỡng của người Chăm Sắc Lây đã trở thành những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá của văn hóa Việt Nam. Tất cả những yếu tố, con người và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên những tiềm năng, lợi thế và điều kiện hết sức thuận lợi để Ninh Thuận phát triển du lịch với nhiều loại hình du lịch và sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt. Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km cùng những dãy núi cao nhô ra biển đã hình thành những vũng bình nổi tiếng như Vịnh Vĩnh Hy, Bãi biển Ninh Dữ, Bãi biển Bình Tiên, Đồi Cát Nam Cương, Mũi Dinh, Cà Ná. Trong đó, Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Cụm du lịch Vĩnh Hy, Hang Rái, Vườn Nho Thái An luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Từ Vĩnh Hy chạy dọc theo tuyến đường ven biển về phía nam của tỉnh Ninh Thuận, Cà Ná là một vùng biển hoang sơ, trữ tình với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những sản vật được thiên nhiên ưu đãi. Ai một lần đi ngang đây cũng cảm nhận được vẻ đẹp quyến rũ, nơi được ví như nàng công chúa đang nằm ngủ bên dải lụa xanh thẳm. Biển xanh, cát trắng, ghềnh đá, núi non cùng với các tuyến đường giao thông uốn lượn qua các eo biển tạo cho Cà Ná một cảnh quan đầy ngoạn mục thơ mộng. Cung đường ven biển được xem là lợi thế của Ninh Thuận trong thu hút du lịch. Những năm gần đây, loại hình thể thao mạo hiểm gắn với du lịch đang phát triển mạnh ở Ninh Thuận. Khu sa mạc cát Sơn Hải nằm trên cung đường ven biển Ninh Thuận được chọn để tổ chức giải thể thao mạo hiểm đua ô tô địa hình trên cát, thu hút rất đông các câu lạc bộ xe địa hình trên cả nước và hàng chục ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến xem và cổ vũ, kết hợp tham quan nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, với điều kiện tự nhiên lý tưởng, Ninh Thuận còn được chọn là địa điểm đăng cai nhiều cuộc thi lướt ván diều trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nơi đây có thể chơi bộ môn này nhiều ngày liên tục, phù hợp cho những chuyến đi dài. Đây là lần thứ 3 tôi đến vùng biển của Ninh Thuận để chơi lướt ván diều. Tôi rất yêu địa điểm này vì đây là địa điểm có sức gió đủ mạnh. Cái thứ hai là mặt nước rất an toàn, sóng gợn. Đây là điều kiện rất lý tưởng đối với môn lướt ván diều. Đặc biệt hôm nay tôi rất vui, mọi người rất là thân thiện. Được thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận là một trong số ít tỉnh, thành phố của cả nước được sở hữu một khu dự trữ sinh quyển thế giới và một vườn quốc gia. Nếu như khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa có diện tích rừng khô hạn rộng lớn, hệ sinh thái biển độc đáo duy nhất của Việt Nam, thì vườn quốc gia Phước Bình giữa núi rừng Đại Ngàn, khí hậu mát mẻ quanh năm với những dòng suối mát, những con thác kỳ vĩ mang lại nét độc đáo trữ tình. Hiện nay, trong không gian của khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình đều được bảo tồn nghiêm ngặt, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Với khí hậu đa dạng, với cảnh quan thơ mộng, khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt, độc đáo, khó quên. Ninh Thuận có bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, đặc biệt có những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất độc đáo và nổi tiếng. Với nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Chăm Sắc Lây cùng với văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc đã giúp Ninh Thuận có những nét hấp dẫn lôi cuốn du khách tìm hiểu văn hóa. Trên địa bàn tỉnh hiện có 239 di tích, di sản văn hóa phi vật thể, gồm các loại hình như đình làng, chùa, miếu, nhà thờ, lăng, tháp Chăm, di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh. Trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt là tháp Buôn Lâm Gia Rai và tháp Hòa Lai, 18 di sản cấp quốc gia và 46 di tích di sản cấp tỉnh. Ngoài các giá trị của các di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể của người Chăm, người Sắc Lây ở Ninh Thuận cũng phong phú với hơn 100 lễ hội diễn ra quanh năm. Trong đó phải kể đến là lễ hội KT tổ chức ở Tháp Chăm vào tháng 7 Chăm lịch hàng năm. Đây là lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của người Chăm, phản ánh sinh hoạt của cộng đồng người Chăm địa phương. Tỉnh Ninh Thuận, ngoài đặc sản nắng và gió là tiềm năng dồi dào để phát triển các dự án năng lượng sạch, thì còn các điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khá riêng biệt
để phát triển các loại cây và con mang thương hiệu sản phẩm đặc thù riêng có của Ninh Thuận. Cái đặc thù của đây thì cái cây thì nó bán sơn địa mà, nó kết giao giữa cái khí hậu nóng và lạnh. Rồi bắt đầu là từ cái chỗ đó nó hình thành lên cái trái cây của mình ngon. Và nói về mà cái chất lượng của sản phẩm thì du khách ăn thì họ đều khen hết cả. Ninh Thuận là vùng đất cực Nam Trung Bộ, văn hóa ẩm thực nơi đây là sự pha trộn hài hòa giữa khu vực duyên hải miền Trung và các tỉnh Nam Bộ. Nên Ninh Thuận có những đặc sản, những món ăn riêng có rất hấp dẫn, làm cho du khách không thể nào quên. Vùng biển Ninh Thuận là một trong những vùng nước trời hiếm hoi của thế giới. Dường như nắng gió của vùng đất Ninh Thuận, sự mặn mòi của biển cả đã làm cho những loại cây ăn trái, hải sản ở Ninh Thuận ngon hơn, chất lượng hơn. Là ngồi trên cái nhà bè này ở đây là coi là thực tế là mình nhìn thấy là họ vớt cái con cá bóp rồi thì những cái con mực ấy rất là tươi. Với mong muốn phục hồi tuyến đường sắt Răng Cưa Tháp Chàm Đà Lạt, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận giao tập đoàn du lịch Crystal Bay và công ty cổ phần thương mại dịch vụ khách sạn Bạch Đằng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt. Dự án trên cơ sở tuyến đường sắt cũ, chiều dài toàn tuyến 84 km, bao gồm khoảng 16 km đường ray Răng Cưa, có 17 nhà ga và trạm khách, 64 cầu vượt sông suối, 5 hầm chui. Tuyến đường sau khi được khôi phục sẽ làm điểm nhấn cho cung đường du lịch nối thành phố biển thành phố Phan Rang Tháp Chàm và thành phố hoa Đà Lạt. Thương hiệu du lịch Ninh Thuận đang từng bước định vị trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, thu hút nhiều dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Nhiều dự án du lịch chất lượng cao đi vào hoạt động hiệu quả như khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ, khu du lịch Hoàng Mỹ, TTC Resort Premium Ninh Thuận. Trong đó, điểm nhấn độc đáo là Resort Amane Ninh Thuận đẳng cấp cao, được tạp chí Forbes Life của Mỹ vinh danh trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Amane Resort là khu nghỉ dưỡng biển mang phong cách đương đại, hội tụ đầy đủ tinh hoa mà tập đoàn Aman định hướng. Đó là sự bình yên, thân mật, riêng tư và cảm giác ấm cúng như chính ngôi nhà của mình. Ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, du khách có thể được trải nghiệm ba cảnh quan tự nhiên khác biệt. Đó là bờ biển riêng, trải dài xanh biếc, những rặng núi đá granite kỳ vĩ và hồ sen tự nhiên thơ mộng. Đây chính là lợi thế của Amane khi nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa. Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản du lịch, những con sếu đầu đàn trong cả nước đã về Ninh Thuận làm tổ. Nhiều dự án quy mô lớn đang tập trung thi công xây dựng như dự án khu du lịch Bình Tiên, dự án cấp Paradise Mũi Dinh, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí thể thao biển Mũi Dinh Eco Park, khu đô thị sinh thái núi Chúa, dự án sân bay Park Hotel and Resort, dự án Sailing Bay Ninh Chữ, Rocco Bay Resort Ninh Chữ. Khi các dự án này hoàn thành với quy mô lên tới 12.000 phòng, đạt chuẩn 4-5 sao, sẽ mang đến những tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển tiêu chuẩn quốc tế nổi bật ở duyên hải miền Trung, tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch Ninh Thuận. Chúng tôi cảm thấy là rất là tuyệt vời ở cái chỗ là tỉnh tạo cho điều kiện mà chúng tôi làm rất là trơn tru, tất cả các sở ban ngành liên quan đều nhảy vào cuộc để mà hỗ trợ chúng tôi nhanh nhất có thể, tạo thời gian ngắn nhất có thể để nhà đầu tư tiết kiệm được cái thời gian đầu tư cũng như là chi phí. Chúng tôi xác định đây là thời điểm thuận lợi để vừa đào tạo, nâng cấp nhân sự, vừa kiến tạo sản phẩm mới. Chiến lược của Crystal Bay và các đối tác tại Ninh Thuận trong vòng 5 năm tới là kiến tạo 15.000 phòng khách sạn 5 sao trên bờ biển Bình Sơn Ninh Chữ. Nhu cầu vận chuyển khách du lịch và nhà đầu tư đến Ninh Thuận tăng rất nhanh, có thể lên tới 5 triệu lượt người mỗi năm, là thị trường tiềm năng cho ngành hàng không. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý về nguyên tắc việc chuyển sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay lưỡng dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận và các địa phương lân cận. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tham mưu thành lập tổ công tác để chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, đánh giá tổng thể về sân bay quân sự Thành Sơn. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Khi sân bay lưỡng dụng đưa vào khai thác, Ninh Thuận sẽ có đầy đủ hạ tầng giao thông. Việc di chuyển của du khách trong và ngoài nước đến Ninh Thuận sẽ vô cùng dễ dàng, thuận lợi, tạo động lực để du lịch Ninh Thuận bứt phá trong thời gian tới.
Đặc biệt, một lợi thế cho du lịch Ninh Thuận trong giai đoạn tới đó là Ninh Thuận có 63 km đường cao tốc nằm trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo với chiều dài 78,5 km, tổng vốn đầu tư 8.925 tỷ đồng. Dự án được thiết kế với vận tốc 100-120 km/h, gồm 6 làn xe, đường rộng nền đường 32,25 m. Dự kiến tháng 3 năm 2024, tuyến cao tốc này sẽ được đưa vào khai thác. Như vậy, sau khi cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Phan Rang Tháp Chàm rút ngắn còn khoảng 3 giờ đồng hồ. Đón đầu cơ hội mới trong phát triển du lịch, trong giai đoạn tới, Ninh Thuận tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch để tạo ra chuỗi liên kết các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương trong tỉnh, tạo sức thu hút và hấp dẫn cao. Đẩy mạnh và đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch một cách chuyên nghiệp, đồng thời khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, riêng có của tỉnh, nhất là tập trung khai thác có hiệu quả giá trị du lịch biển. Ninh Thuận có những cái tiềm năng và lợi thế rất là khác biệt so với nhiều địa phương khác để xây dựng và hình thành nên những cái giá trị về du lịch độc đáo và đặc thù. Ninh Thuận xác định cái mục tiêu và hướng đến vào năm 2025 thì ngành du lịch là cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, và đến năm 2030 thì du lịch sẽ thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để hiện thực hóa được cái mục tiêu này thì trong thời gian đến, tỉnh cũng luôn mong muốn các cái nhà đầu tư đã được cấp các cái quyết định chủ trương đầu tư cũng như là các cái nhà đầu tư mà tỉnh đang kêu gọi mang hết tâm huyết, trách nhiệm và nguồn lực của mình để triển khai thực hiện các cái dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh với tiến độ và thời gian nhanh nhất để sớm đưa vào khai thác, vận hành, phục vụ xã hội. Bên cạnh đó thì Ủy ban nhân tỉnh cùng các sở ngành của tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các nhà đầu tư triển khai các dự án được thông suốt từ khâu đầu đến khâu cuối cùng. Các cái nhà đầu tư khi đến với Ninh Thuận thì đặt trọn niềm tin và luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban tỉnh, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, tạo một cái sự tin tưởng tuyệt đối cho cộng đồng doanh nghiệp khi đến đầu tư. Chúng tôi hy vọng với cái sự quyết tâm của tỉnh cùng với cái sự nỗ lực và quyết tâm đầu tư của các cái doanh nghiệp du lịch trên địa bàn của tỉnh sẽ xây dựng cho Ninh Thuận một cái thương hiệu Ninh Thuận, miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Nằm trên giao điểm của các trục giao thông quốc gia, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 km về phía nam, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 50 km và thành phố Nha Trang khoảng 100 km về phía bắc, cách thành phố Đà Lạt khoảng 110 km về phía tây, đã tạo cho Ninh Thuận một vị trí vô cùng đắc địa, là điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh trong khu vực, đồng thời bắt nhịp với quá trình hội nhập và phát triển của cả nước. Ninh Thuận hội tụ đầy đủ các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử đặc sắc để phát triển du lịch. Ninh Thuận có tiềm năng và đầy triển vọng để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực và cả nước. Với những tiềm năng và lợi thế từ thiên nhiên và nhân văn, du lịch Ninh Thuận đang vươn mình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực, đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế.